nhìn ai lên trao giải cũng nhìn ai lên nhận giải cũng rất là run và không nói nên lời, thì mình tự nhiên cảm thấy run theo và xúc động, có khi còn trực khóc. Và thực sự thì lên sân khấu rồi mới thấy là gọi là cái áp lực cũng như là cái niềm vinh hạnh thực sự quá lớn. Trường giết của Nga chỉ có là nhảy múa thôi. Nếu mà muốn dấn thân thật sâu trong showbiz, làm được nhiều những hoạt động nghệ thuật thì phải còn trau dồi bản thân thật nhiều nhiều hơn nữa. Nên là trong 2 năm tiếp theo thì điều Nga muốn làm là tập trung hoàn thành thật tốt cương vị Á hậu 1 của Hậu Việt Nam 2018, và có thể gọi là tiếp tục truyền thống của các chị đi trước là ai cũng rất là thành công.